rồi mình khóc đôi khi lúc mình nằm trên giường để mà cho mình xa hơn những cái trong đầu. Tôi cảm thấy buồn sầu và rồi mình tối sáng tinh dậy rồi mình đi ra ngoài rồi mình hít một hơi sâu hút điếu thuốc lá. Là tôi chuyện gì đang xảy ra và tôi là bài anh ấy ra cho đến tối tôi sáng hoài tôi sáng sáng mỗi ngày ở trong cơ quan này và anh ấy cầu nguyện cho đến tối tôi cầu hoài tôi cầu nguyện mỗi ngày. Đừng có làm chi, cứ giữ ở trong tim. Bài học cái làm sao để mình vui. Tôi đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra?